Nhật Ly xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình HI! SPRING. Lời đầu tiên, cho phép Nhật Ly xin được gửi lời chúc tới toàn thể quý vị và các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nàng tiên Xuân đã chính thức ghé thăm năm Nhâm Dần với tiếng chim líu lo, hoan ca gọi bầy, với chồi non xanh biếc đang nhú mình đón nắng vàng tươi, với muôn hoa đang rộn ràng khoe sắc thắm, hòa chung niềm vui của đất trời. Hôm nay, MT Group hân hoan tổ chức bữa tiệc thời trang HI! SPRING Trà Xuân Nhâm Dần với các mẫu thiết kế ấn tượng, độc đáo, tràn ngập sắc màu đến từ các thương hiệu thời trang và các nhà thiết kế tài năng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bộ sưu tập áo dài Tết độc đáo phá cách đến từ nhà thiết kế đa tài Phương Hồ dưới phần trình diễn của mẫu nhí Pro.